Phụ nữ sống thọ hơn nam giới, đúng hay sai? Đúng, tuổi thọ trung bình của nữ giới cao hơn nam giới khoảng 2 đến 3 năm. Thời gian trung bình một người phụ nữ có thể giữ được bí mật là bao lâu? Thời gian trung bình mà một người phụ nữ có thể giữ được bí mật là 47 giờ 15 phút. Não bộ nữ giới lớn hơn nam giới đúng không? Không, nghiên cứu mới đây ở Hà Lan đã chỉ ra rằng não bộ của nữ giới thực tế là bé hơn nam giới khoảng 14%. Dù có kích cỡ nhỏ hơn, nhưng khả năng xử lý thông tin của phụ nữ lại ưu việt hơn. Phụ nữ ăn trung bình bao nhiêu kg son suốt cuộc đời? Trung bình khoảng 1,8 kg. Đương nhiên sẽ có người ăn gấp đôi, gấp ba bình thường. Nữ giới có khả năng phân biệt màu sắc tốt hơn nam giới đúng không? Đúng vậy. Phụ nữ có hai nhiễm sắc thể XX có cảm quan về màu sắc tốt hơn, trong khi ở nam giới chỉ có một. Mỗi ngày phụ nữ nói bao nhiêu từ? Mỗi ngày phụ nữ nói trung bình 20.000 từ, trong khi đàn ông trung bình là 7.000 từ. Cùng một loại bệnh, phụ nữ thường có cảm giác đau dữ dội hơn, đúng hay sai? Đúng vậy, theo một số nghiên cứu, cơ thể phụ nữ có số lượng thụ thể thần kinh lớn hơn so với nam giới. Do vậy, cùng một loại bệnh thì phụ nữ có cảm giác đau dữ dội hơn. Ký hiệu được đặt cho nữ giới là biểu hiện của điều gì? Là biểu tượng cho hành tinh Venus sao Kim và được cho là đại diện cách điệu cho chiếc gương tay của nữ thần Venus ở trong tín ngưỡng La Mã. Trung bình, phụ nữ nghĩ về diện mạo của mình bao nhiêu lần ngày? Phụ nữ nghĩ về diện mạo của mình trung bình 9 lần mỗi ngày. Đố bạn, đàn ông hay phụ nữ nói dối nhiều hơn? Có bao nhiêu tỉnh thành ở Việt Nam bắt đầu bằng chữ Quảng? 5 tỉnh, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Ngãi và Quảng Bình. Vương quốc hang động là biệt danh của tỉnh nào? Quảng Bình là nơi tập trung hang động nhiều nhất Việt Nam. Tên gọi tỉnh Quảng Bình có ý nghĩa gì? Tên này có nghĩa là Thái Bình rộng lớn. Tên này lần đầu tiên xuất hiện năm 1604 khi chúa Nguyễn Hoàng đổi tên phủ Tiên Bình thành phủ Quảng Bình. Quảng Bình là quê hương của vị đại tướng nào? Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Làng nào của Quảng Bình là làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2023? Làng Tân Hóa. Cuối tháng 10, Tổ chức Du lịch Thế giới công bố làng Tân Hóa. Quảng Bình là làng du lịch tốt nhất thế giới. Tỉnh Quảng Bình có bề ngang hẹp nhất đúng hay sai? Đúng. Là một tỉnh duyên hải thuộc vùng Bắc Trung Bộ, Quảng Bình là nơi đẹp nhất theo chiều Đông Tây. Bề ngang của tỉnh chỉ có 40,3 km tính theo đường ngắn nhất từ biên giới của Lào sang Biển Đông. Quảng Bình có sân bay không? Có sân bay Đồng Hới, hiện chỉ khai thác 3 tuyến nội địa và 1 tuyến quốc tế đến Thái Lan. Quảng Bình có dòng sông nào chảy ngược? Sông Kiến Giang, trong khi hầu hết các sông ở miền Trung đều chảy theo hướng Đông Nam. Riêng dòng Kiến Giang chảy theo hướng Đông Bắc nên còn được gọi là nghịch hà. Một trong những đặc sản là món ăn nào? Đẻn biển là loại rắn biển thon nhỏ, mình vàng da nhám, đầu nhỏ, đuôi dẹt và mang lại giá trị dinh dưỡng cao. Đố bạn, Quảng Bình còn là quê hương của những người nổi tiếng nào? Đâu là nước có quân sự lớn nhất thế giới? Không khó dự đoán, đứng đầu là Hoa Kỳ, xếp sau là Nga, Trung Quốc, Ấn Độ. Quân sự Việt Nam ta xếp hạng mấy? Cũng theo Global Firepower năm 2024, Việt Nam mình quân sự xếp hạng thứ 22, rớt 3 hạng so với năm 2023. Vậy Việt Nam có phải là nước có quân sự lớn nhất Đông Nam Á? Việt Nam vẫn thua Indo, khi nước này xếp hạng thứ 13. Việt Nam xếp trên các nước nào? Việt Nam xếp trên cả Ả Rập Xê Út, Canada, Argentina, Mexico, Triều Tiên, Bồ Đào Nha. Quân sự của Hàn Quốc mạnh hơn cả Nhật, Anh, Pháp, Đức. Cũng theo Global Firepower năm 2024 thì quân sự Hàn Quốc xếp vị trí thứ 5 trên thế giới, trên cả Đức, Anh, Pháp, Nhật. Thế Đức, Anh, Pháp, Nhật xếp hạng mấy? Anh 6, Nhật 7, Pháp 11, Đức 19. Vậy đâu là nước có quân sự nhỏ nhất thế giới? Bhutan là quốc gia có xếp hạng quân sự yếu nhất thế giới, vị trí 145. Theo bạn, Việt Nam mình có điểm mạnh quân sự gì mà xếp hạng trên cả Argentina, Canada, Triều Tiên? Có bao nhiêu anh hùng dân tộc được tôn vinh tiêu biểu nhất trong lịch sử Việt Nam? Có 14 vị, theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Quê hương của vua Quang Trung ở đâu? Bình Định. Quê hương của Hai Bà Trưng ở đâu? Hà Nội. Phú Thọ là quê hương của vị anh hùng dân tộc nào? Hùng Vương. Quê hương của Lý Thái Tổ ở đâu? Bắc Ninh. Quê hương của Nguyễn Trãi ở đâu? Hải Dương. Quê hương của Trần Hưng Đạo ở đâu? Nam Định. Quê hương của Lý Nam Đế ở đâu? Thái Nguyên. Ninh Bình là quê hương của vị anh hùng dân tộc nào? Đinh Tiên Hoàng. Quê hương của Lý Thường Kiệt ở đâu? Hà Nội. Đố bạn, quê hương của Bác Hồ ở đâu? Sao nào sáng nhất trong hệ mặt trời? Sao Kim được bao quanh bởi một đám mây hình thành từ khí carbonic, có khả năng phản xạ ánh sáng rất tốt nên sao Kim sáng nhất trong hệ mặt trời. Sao Kim là hành tinh thứ mấy trong hệ mặt trời? Sao Kim là hành tinh thứ 2 tính từ mặt trời ra. Kích thước của sao Kim như thế nào? Gần bằng trái đất, thường được gọi là trái đất song sinh. Đây cũng là hành tinh nóng nhất trong hệ mặt trời, đúng hay sai? Đúng, 405 đến 485 độ, không một sinh vật nào có thể sống sót ở hành tinh này. Một ngày ở sao Kim bằng bao nhiêu ngày ở trái đất? Hơn 200 ngày. Sao Kim chuyển động siêu chậm khiến một ngày của sao Kim dài bằng khoảng 243 ngày ở trái đất. Nhìn từ sao Kim, mặt trời mọc theo hướng nào? Mặt trời sẽ mọc từ hướng Tây và lặn xuống hướng Đông. Các hành tinh khác thì sao? Trong 8 hành tinh quay quanh hệ mặt trời, duy nhất sao Kim tự xoay quanh mình theo hướng từ Đông sang Tây. Các hành tinh còn lại xoay theo hướng từ Tây sang Đông. Sao Kim còn có tên gọi khác nào? Thái Bạch Kim Tinh. Đố bạn, sao Kim là đại diện cho nam giới hay nữ giới?
nước nào ở châu Âu có tục sông đất giống Việt Nam? Scotland là quốc gia thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. Tại đây đêm giao thừa, mọi người sẽ tổ chức tiệc tùng, ca hát và sau đó đến thăm nhà người thân để cầu may mắn thịnh vượng. Người đầu tiên đến sông đất nhà gia chủ được gọi là First Footer và thường là đàn ông. Người sông đất có mái tóc màu nào được xem là mang may mắn đến? Người đầu tiên đến nhà trong dịp đầu năm sẽ quyết định vận may của cả năm. Vì vậy, đàn ông đẹp trai, cao lớn, có mái tóc đen hoặc sẫm màu sẽ được xem là người mang về nhiều may mắn nhất, còn ngược lại sẽ kém may mắn. Người sông đất có cần mang quà khi đến không? Họ sẽ mang đến một số món quà như đồng xu, của cải, bánh mì đen, sự no ấm và rượu. Họ cũng sẽ được gia chủ đón tiếp một cách nồng hậu. Phong tục vào đêm trước Tết của Scotland là gì? Rải một ít tiền ngay trước cửa nhà để ngày đầu tiên của năm mới vừa mở cửa đã thấy rất nhiều tài lộc. Trong đêm giao thừa, người Scotland thường tổ chức hoạt động nào? Người Scotland thường rước đuốc vào đêm giao thừa. Họ quan niệm khói từ ngọn đuốc sẽ xu đuổi tà ma và mang về nhiều may mắn. Hogmanay là gì? Hogmanay là tên gọi ngày cuối cùng của năm và đồng nghĩa với lễ đón năm mới theo phong cách Scotland. Tiệc đường phố ở thủ đô Edinburgh nổi tiếng khắp thế giới với lượng du khách đông đến mức được ghi vào sách kỷ lục Guinness thế giới về lễ hội có nhiều người tham dự nhất ở Vương quốc Anh. Nghi thức rước đuốc đầu năm để cầu lửa diễn ra với ý nghĩa xua tan những rủi ro của năm cũ, mang lại ánh sáng và may mắn cho năm mới. Đố bạn bài hát nào của Scotland vào dịp giao thừa đầu năm mới mà lan tỏa đi khắp thế giới? Dân tộc Tây có ăn Tết Nguyên Đán như người Kinh không? Cũng giống như người Kinh, Tết Nguyên Đán là lễ Tết quan trọng nhất trong năm đối với người Tây. Tuy nhiên, đa số người Tây đều ăn Tết sớm, bắt đầu từ khoảng 28 tháng Chạp. Tết Nguyên Đán không phải ngày mừng đón năm mới của dân tộc nào? Nhiều dân tộc như Chăm, Khmer hay Mông. Dân tộc nào ở Việt Nam đón Tết Nguyên Đán sớm nhất cả nước? Tết của người Mông thường diễn ra trước Tết Nguyên Đán của người Kinh khoảng 1 tháng. Bánh chưng đen là món ăn truyền thống của dân tộc nào ở Việt Nam? Bánh chưng đen là đặc sản của người Tây ở Yên Bái. Ngày Tết của dân tộc nào có tên gọi là Tết giọt nước? Tết giọt nước là Tết của người Sơ Đen, diễn ra vào khoảng tháng 3 dương lịch. Sau khi mãn mùa, họ sửa sang các máng nước và cầu mong thần nước. Dân tộc Thái có tục gì đặc biệt vào dịp Tết? Phong tục gọi diễn ra vào ngày 29 và 30. Mỗi gia đình thịt hai con gà, một là để thờ cúng tổ tiên, một là để gọi. Gọi trâu về ăn Tết là phong tục của người Mường đúng hay sai? Đúng, từ mấy ngày trước Tết, người Mường ở Hòa Bình chuẩn bị sẵn mỏ để qua giao thừa đốt đuốc đi gọi vía trâu. Họ tin rằng đấy là cách trả ơn vật nuôi đã trung thành giúp gia chủ cày cấy. Còn bạn là người dân tộc nào? Ngoài Việt Nam, có bao nhiêu quốc gia cũng đón Tết Nguyên Đán? Có hơn 10 quốc gia. Kể tên các quốc gia cũng đón Tết Nguyên Đán. Hàn Quốc, Mông Cổ, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc. Tết Việt Nam có phải bắt nguồn từ Trung Quốc? Nguồn gốc của Tết Nguyên Đán còn nhiều tranh cãi, nhưng hầu hết các thông tin đều cho rằng nguồn gốc của Tết Nguyên Đán là từ Trung Quốc và được nhập về Việt Nam trong 1.000 năm Bắc thuộc. Nhưng theo sự tích bánh chưng bánh dày thì người Việt Nam đã ăn Tết từ thời vua Hùng, tức là hơn 1.000 năm trước thời Bắc thuộc. Đặc trưng ngày Tết tại Việt Nam: lì xì, gói bánh chưng bánh tét, bày mâm ngũ quả, chúc Tết, xong nhà xong đất. Đặc trưng ngày Tết tại Trung Quốc: một số cũng sẽ giống Việt Nam như có lì xì, chúc Tết, làm bánh, nhưng Tết của họ sẽ diễn ra lâu hơn, khoảng từ ngày 8 tháng 12 âm lịch cho đến khoảng 15 tháng Giêng. Vậy còn Tết quốc gia nào giống Việt Nam nữa không? Tết Nguyên Đán Hàn Quốc cũng khá giống Việt Nam, nhưng có một số điểm khác biệt như là họ sẽ không ngủ ở trong đêm giao thừa hay treo sẵn lọc để mang lại may mắn và xua đuổi những điều xui xẻo. Tết tại Thái Lan thì sao? Họ có lễ hội té nước Songkran. Đã có quốc gia nào đã từ bỏ Tết Nguyên Đán không? Năm 1873, Nhật Bản đã bỏ Tết âm lịch nhằm mong muốn tiến kịp phương Tây, vì họ cho rằng bỏ ngày này sẽ giảm bớt ngày nghỉ, tập trung làm việc, tăng sản lượng quốc gia, phát triển kinh tế. Theo bạn, Việt Nam mình có nên làm giống Nhật Bản không? Quốc gia châu Á nào bỏ Tết Nguyên Đán? Nhật Bản là quốc gia của châu Á đã bỏ Tết Nguyên Đán. Tết cổ truyền ngày nay của Nhật Bản là ngày 1 tháng 1 dương lịch. Nước này bỏ Tết Nguyên Đán từ khi nào? Thế kỷ 19, người Nhật từng có nhiều thế kỷ sử dụng lịch âm như nhiều quốc gia châu Á khác. Tuy nhiên, đến năm 1873, Nhật Bản đã bắt đầu áp dụng lịch dương với mong muốn là theo kịp các nước phương Tây. Quan niệm 12 con giáp của Nhật Bản khác gì so với Việt Nam? Khác với Việt Nam, danh sách 12 con giáp ở Nhật không có mèo mà thay vào đó là thỏ. Vậy thỏ cũng thay vị trí của mèo trong quan niệm con giáp ở các nước nào? Trung Quốc, Triều Tiên, Hàn Quốc, Ấn Độ. Người Nhật thường trang trí loại cây nào trước cửa vào dịp Tết? Theo quan niệm của Nhật Bản, vào dịp đầu năm mới, vị thần Toshigami Sama sẽ đến thăm từng nhà, sẽ mang tới may mắn, sức khỏe. Vị thần thường hạ giới và trú vào cây tùng. Do vậy, người Nhật sẽ trang trí loại cây này trước nhà cùng với những dải giấy trắng để xua đuổi ma quỷ, thân bệnh bằng cỏ để cầu tài lộc, quả quýt mang lại thịnh vượng. Sự kiện nào sẽ được người Nhật tổ chức đêm giao thừa? Lễ rung chuông, họ tập trung vào những ngôi đền thiêng
để gióng lên 108 hồi chuông báo hiệu đón mừng năm mới. Tại sao lại rung 108 hồi chuông? Con số 108 tượng trưng cho những dục vọng của con người. Người Nhật xem việc rung chuông là nghi thức giúp gột rửa tâm hồn, xóa đi những ham muốn tầm thường, giúp mọi người gạt bỏ những âu lo muộn phiền của năm cũ. Mùng 1 Tết người Nhật thường ăn loại bánh gì? Vào mùng 1 Tết, thần Toshidon đã xuất hiện, ban tặng cho các em bé ngoan và vâng lời cha mẹ bánh dày Ozoni. Do đó người Nhật thường ăn Ozono vào dịp Tết mùng 1. Ở Nhật Bản có thắp hương cúng tổ tiên giống Việt Nam không? Có, người Nhật cũng cúng tổ tiên các vị thần vào đêm giao thừa. Họ đặt các loại bánh dày, bánh Tokonoma lên bàn thờ, tỏ lòng thành kính và được các thần linh phù hộ. Theo bạn, Việt Nam mình cần thêm ngày nghỉ lễ hay bớt ngày nghỉ lễ? Vì sao trong mắt đàn ông màu son đều giống như nhau? Phụ nữ có thể nhận thức được quang phổ đỏ cam tốt hơn đàn ông. Ví dụ, đối với phụ nữ có thể dễ dàng nhìn ra màu đỏ tía, đỏ thẫm, nhưng đối với đàn ông chỉ là một mà thôi. Màu sắc nào được nhiều người yêu thích nhất trên thế giới? Màu xanh dương là màu được nhiều người thích nhất trên thế giới. Màu hồng giúp chúng ta cảm thấy như thế nào? Màu hồng giúp làm dịu thần kinh và thường dùng để khống chế cảm xúc giận dữ. Hội chứng sợ màu sắc là gì? Chromophobia. Những người mắc hội chứng này thường cô lập bản thân, chỉ thích sống trong môi trường càng ít màu càng tốt. Nguyên nhân gây ra có thể là do một biến cố trong quá khứ, do cơ địa y học hoặc là do một số bệnh về tâm thần. Vì sao đa số cửa hàng thức ăn thường chọn màu đỏ và vàng? Màu đỏ và màu vàng thường khiến chúng ta cảm thấy đói. Màu cam hay trái cam có trước? Trái cam có trước màu cam. Màu vàng khiến chúng ta cảm thấy như thế nào? Màu vàng khiến chúng ta cảm thấy chóng mặt nên thường không được sử dụng trên máy bay. Ngựa có thể nhìn thấy màu gì? Ngựa chỉ có thể nhìn thấy màu xanh dương và vàng. Tại sao bác sĩ trong phòng mổ lại mặc áo màu xanh thay vì màu trắng? Vai trò của màu xanh dương hoặc xanh lam là giúp làm mới ấn tượng về màu đỏ trong thị giác, để bộ não không bị mẫn cảm với màu đỏ. Còn bạn, bạn thích màu nào nhất? Đồng tiền có giá trị nhất trên thế giới 2023 không phải USD hay Euro mà là đồng Dinar Kuwait. Một đồng Dinar Kuwait đổi thành bao nhiêu tiền Việt? Một Dinar Kuwait bằng khoảng 78.500 đồng Việt Nam. Đồng Dinar Kuwait có lớn hơn đồng đô la Mỹ? Một Dinar Kuwait đổi ra khoảng 3,26 đô. Vậy đồng Việt Nam xếp hạng mấy thế giới? Việt Nam đồng xếp vị trí thứ 3 trong số các đồng tiền tệ có giá trị thấp nhất thế giới sau Venezuela và Iran. Đồng tiền có giá trị thứ 2 trên thế giới có phải đô la Mỹ? Không phải, đó là đồng dinar của Bahrain. Vậy đồng tiền có giá trị thứ 3? Đồng rial của Oman. Vậy thứ 4? Đồng dinar của Jordan. Vậy đồng đô la xếp hạng mấy? Đồng đô chỉ xếp hạng 9 của thế giới mà thôi. Còn các thứ hạng khác thì sao? Hạng 5 là bảng Anh, hạng 6 là Euro, hạng 6 là đô la quần đảo Cayman, hạng 8 là franc của Thụy Sĩ. Theo bạn, đồng tiền của Lào và Campuchia có lớn hơn đồng tiền Việt Nam không? Top 6 những cuộc thi hoa hậu trên thế giới là: Hoa hậu thế giới Miss World, Hoa hậu Hoàng Vũ Miss Universe, Hoa hậu quốc tế Miss International, Hoa hậu trái đất Miss Earth, Hoa hậu siêu quốc gia Miss Supra International, Hoa hậu hòa bình quốc tế Miss Grand International. Cuộc thi nào được thành lập gần đây nhất? Hoa hậu hòa bình quốc tế thành lập năm 2013, trụ sở đặt tại Thái Lan. Nước nào có nhiều hoa hậu hoàn vũ Miss Universe nhất? Nước Mỹ với 9 người đẹp đăng quang, và sau đó là Venezuela, Puerto Rico và Philippines. Nước ta đã có hoa hậu quốc tế nào trong top 6 cuộc thi lớn nhất? Nguyễn Phương Khánh Miss Earth 2018 và Nguyễn Thúc Thùy Tiên Hoa hậu hòa bình quốc tế năm 2021. 2 trên 6 cuộc thi đặt trụ sở tại quốc gia nào? Thái Lan là nơi đặt trụ sở của Hoa hậu Hoàng Vũ và Hoa hậu hòa bình quốc tế. Thành tích cao nhất của Việt Nam trong cuộc thi Hoa hậu quốc tế Miss International là Phạm Hồng Thúy Vân Á hậu 3 năm 2015. Thành tích cao nhất của Việt Nam trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Miss Universe là Hồ Hèn Nhiê 2018 tại Thái Lan đạt top 5 chung cuộc. Thành tích cao nhất của Việt Nam trong cuộc thi Hoa hậu siêu quốc gia Miss Supranational là Kim Duyên Á hậu 2 2022. Còn bạn, thích cô hoa hậu nào của Việt Nam nhất? Coca-Cola và Pepsi, đâu là thương hiệu có giá trị hơn? Theo Best Global Brand 2023, Coca-Cola có giá trị thương hiệu hơn Pepsi. Vậy thương hiệu Coca-Cola có giá trị xếp hạng mấy thế giới? Coca-Cola xếp hạng thứ 8 với 58 tỷ USD. Vậy thương hiệu xếp thứ 7 thế giới là? Là Mercedes-Benz của Đức với 61,4 tỷ USD. Thương hiệu xếp thứ 6 thế giới? Toyota của Nhật Bản với 64,5 tỷ USD. Thế xếp thứ 5 là? Samsung của Hàn Quốc với 91,4 tỷ USD. Xếp thứ 4 là? Google của Mỹ với 260,2 tỷ USD. Xếp thứ 3? Amazon của Mỹ với 276,9 tỷ USD. Thứ 2? Microsoft vẫn là của Mỹ với 316,6 tỷ USD. Vậy thương hiệu nào có giá trị nhất thế giới? Cuối cùng là Apple của Mỹ với 500 tỷ USD. Đố bạn, thương hiệu Việt nào có giá trị nhất? Phật giáo, Kitô giáo hay Hồi giáo chiếm đa số tại Đông Nam Á? Hồi giáo chính là tôn giáo chiếm đa số, 40% tín đồ nằm ở Đông Nam Á.
Vậy Hồi giáo có nhiều nhất tại các quốc gia nào tại Đông Nam Á? Hồi giáo tại Indonesia chiếm 87% dân số, Brunei chiếm 81% và Malaysia chiếm 61,3%. Ngoài Hồi giáo, tôn giáo nào cũng chiếm phần lớn tại Đông Nam Á? Tiếp đến là Kitô giáo với 21% tín đồ nằm ở khu vực Đông Nam Á này. Các quốc gia nào có nhiều tín đồ Kitô giáo nhất? Philippines chiếm 80,6% và Đông Timor tận 97%. Tôn giáo cuối cùng cũng chiếm phần lớn tín đồ tại Đông Nam Á à? Phật giáo với 28% tín đồ nằm ở khu vực Đông Nam Á này. Phật giáo chiếm phần lớn tại các quốc gia Đông Nam Á nào? Đó là Thái Lan với 93,5%, Campuchia 97%, Lào 67%, Myanmar 89% và Singapore 31,1%. Đố bạn, tôn giáo nào chiếm nhiều nhất tại Việt Nam? Trường đại học và đại học ở Việt Nam có là một không? Không, là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Chính phủ quy định các trường đại học muốn chuyển đổi thành đại học cần ít nhất 3 cơ sở giáo dục trực thuộc, 10 ngành đào tạo tiến sĩ và có ít nhất 15.000 sinh viên trở lên. Trường đại học đầu tiên của Việt Nam, Quốc Tử Giám đào tạo nho học, được thành lập năm 1076. Có bao nhiêu đại học ở Việt Nam? Tổng cộng 7, tính đến hết năm 2023, 2 đại học quốc gia, 3 đại học vùng và 2 đại học theo lĩnh vực. 2 đại học quốc gia là đại học nào? Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 3 đại học vùng gồm: Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng. 2 đại học theo lĩnh vực gồm: Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Theo QS World Rankings, Việt Nam có bao nhiêu trường đại học lọt top đầu thế giới năm 2024? 5 trường, trường Đại học Duy Tân đứng thứ 514, Đại học Tôn Đức Thắng top 721 đến 730, Đại học Quốc gia Hà Nội top 951 đến 1000 và Đại học Bách khoa Hà Nội top 1201 đến 1400. Những trường nào có điểm chuẩn cao nhất cả nước năm 2023? Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Sư phạm, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Trường Đại học Ngoại thương là top trường có điểm chuẩn cao nhất năm vừa rồi. Trường đại học nào có diện tích lớn nhất Việt Nam? Đại học Quốc gia Hà Nội, cơ sở Hòa Lạc có diện tích sử dụng đất cao nhất, được quy hoạch trở thành khu đô thị đại học thông minh, hiện đại, phát triển xanh và bền vững. Tỉnh thành nào có nhiều trường đại học địa phương nhất? Thành phố Hồ Chí Minh với 3 trường, Trường Đại học Sài Gòn, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bạn đang học trường nào hoặc là sẽ thi vào trường nào? Công trình nào được công nhận là quần thể cổ bằng gỗ lớn nhất thế giới? Tự Cấm Thành, đây là nơi được UNESCO công nhận là di sản thế giới năm 1987 và là quần thể cổ bằng gỗ lớn nhất thế giới. Tự Cấm Thành nằm ở đâu? Ở Bắc Kinh, Tự Cấm Thành là một khu phức hợp cung điện ở khu Đông Thành thuộc Bắc Kinh, Trung Quốc. Diện tích Tự Cấm Thành lên tới 720.000 m². Đây là nơi ở của bao nhiêu vị vua? 24 hoàng đế và bị bỏ trống vào năm 1912 khi vua Phổ Nghi, vị vua cuối cùng của triều đại phong kiến Trung Quốc, thoái vị. Người Việt nào góp phần thiết kế Tự Cấm Thành? Một trong những người thiết kế Tự Cấm Thành là Nguyễn An, người Việt, sinh năm 1381 và bị bắt sang Trung Hoa sau khi nhà Minh đánh bại nhà Hồ, xâm chiếm Đại Việt. Trên mái nhà các cung có điểm gì đặc biệt? Dựng tượng các quái thú trên mái nhà còn được gọi là ốc tích thú. Bức tượng này được xếp thành hàng ngay ngắn hướng ra ngoài điện. Cung điện có vai vế càng cao thì số lượng ốc tích thú trên mái nhà càng nhiều, tối đa là 10 con. Thứ tự thường là Long, Phụng, Sư tử, Thiên mã, Hải mã, Nghê, Hạp ngư, Đậu ngưu, Hải trải, Hành thập. Tòa nào duy nhất có 10 ốc tích thú? Chỉ có một tòa duy nhất có 10 ốc tích thú, đó là điện Thái Hòa của Cố Cung. Đây là nơi hoàng đế cử hành đại lễ đăng cơ khi xưa. Nơi này đại diện cho quyền uy tối cao của hoàng gia. Tự Cấm Thành có mấy cổng? 4 cổng theo 4 hướng là Bắc, Nam, Đông, Tây. Tự Cấm Thành không bao giờ bị lụt đúng hay sai? Đúng, ngay từ buổi đầu xây dựng vào thời nhà Minh, người thiết kế đã tuân thủ nguyên tắc là Bắc cao Nam thấp để nước chảy ra. Ngày nay khi Bắc Kinh chìm trong lục lội thì Tự Cấm Thành vẫn an toàn khô ráo. Lãnh cung ở đâu? Theo ghi chép lịch sử không có nơi nào cụ thể được gọi là lãnh cung. Chủ nhân cung nào phạm tội, cung nào không có hoàng đế lui đến thì gọi là lãnh cung. Đố bạn, trong Tự Cấm Thành sẽ không có gì? Những từ mượn tiếng Pháp. Alo là từ mượn của từ nào? Alo dùng để hỏi xem bên kia có nghe rõ không, được dùng thường xuyên khi liên lạc với ai đó. Ô tô là từ mượn của từ nào? Ô tô nghĩa là xe hơi trong tiếng Pháp. Sếp là từ mượn của từ nào? Chef trong tiếng Pháp có nghĩa là người đứng đầu, thủ trưởng. Gạt mang rê là từ mượn của từ nào? Gạt mang rê là tủ bố trí lắp đặt trong nhà bếp, dùng để cất trữ thực phẩm. Xi nhan là từ mượn của từ nào? Xi nhan là đèn tín hiệu. Cà rốt có phải là từ mượn không? Phải, cà rốt là từ mượn của carrot trong tiếng Pháp. Sơ mi là từ mượn của từ nào? Sơ mi. Siếc là từ mượn của từ nào? Siếc. Ekip là từ mượn của từ nào? Ekip nghĩa là tổ, đội nhóm trong tiếng Pháp. Đố bạn còn có những từ nào là từ mượn của tiếng Pháp nữa? Elon Musk hay Bill Gates có phải người giàu nhất 2023? Sai,
đã có giai đoạn CEO kiêm chủ tịch của LVMH sở hữu 211 tỷ đô la, giữ vị trí là người giàu nhất thế giới năm 2023. Vậy Elon Musk là người giàu thứ mấy? Năm 2022, Elon Musk giữ vị trí là người giàu nhất thế giới đến đầu năm 2023, tụt xuống vị trí số 2. Người giàu nhất thế giới 2023 có phải người Mỹ? Người giàu nhất thế giới năm 2023 là người Pháp. Như vậy sau 10 năm, người Mỹ đã không còn xếp hạng vị trí số 1 đối với người giàu nhất thế giới. Người giàu nhất châu Á có phải là người Trung Quốc? Người giàu nhất thế giới ở châu Á không phải là Trung Quốc mà là Ấn Độ. Vậy người giàu nhất Ấn Độ là ai? Đó là ông Mukesh Ambani với khối tài sản 83,4 tỷ USD, xếp vị trí thứ 9 trên toàn thế giới. Vậy ai là người giàu nhất Trung Quốc? Đó là ông Trung Thiểm Thiểm với khối tài sản 68 tỷ USD, xếp vị trí thứ 2 châu Á và là vị trí thứ 15 ở trên toàn thế giới. Như vậy Jack Ma không còn là người giàu nhất Trung Quốc. Đúng vậy, Jack Ma xếp vị trí thứ 6 tại Trung Quốc và đứng thứ 72 trên toàn thế giới. Vậy quốc gia Đông Nam Á nào có nhiều người giàu nhất thế giới? Năm 2023, Thái Lan vượt Indonesia và Singapore trở thành quốc gia Đông Nam Á có nhiều tỷ phú nhất là 26 người. Người giàu nhất Đông Nam Á có ở Thái Lan. Tuy Thái Lan là nơi có nhiều tỷ phú nhất Đông Nam Á, nhưng ông Lotus Wong là người Indonesia mới là người giàu nhất Đông Nam Á. Đố bạn, Việt Nam mình có những vị tỷ phú nào? Có bao nhiêu đời vua Hùng? 18 đời. Vua Hùng đầu tiên là ai? Kinh Dương Vương. Vua Hùng cuối cùng là ai? Hùng Duệ Vương. Dỗ Tổ Hùng Vương bắt đầu từ thời nhà nào? Thời nhà Nguyễn, năm Khải Định thứ 2, chính thức chọn ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm để tưởng nhớ các vua Hùng. Dỗ Tổ Hùng Vương là dỗ vị vua nào? Tổ Kinh Dương Vương, vị tổ phụ đã khai sinh ra đất nước. 18 đời Hùng Vương nối nhau trị vì bao nhiêu năm? Từ thời Kinh Dương Vương năm 2879 trước Công Nguyên cho đến hết thời Hùng Vương năm 258 trước Công Nguyên, kéo dài 2.622 năm. Quần thể di tích Đền Hùng hiện tại đang ở đâu? Ngày nay thuộc xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Đố bạn kể tên một số truyền thuyết dân gian gắn liền với vua Hùng. Bọc Trăm Trứng, Hùng Vương thứ 123, Thanh Giống, Hùng Vương thứ 6, Bánh Chân Bánh Dày, Hùng Vương thứ 6, Mai Tim, Hùng Vương thứ 17. Con lạc cháu Hồng là gì? Hồng xuất phát từ Hồng Bàng, chúng ta có họ Hồng thuộc dòng dõi của Lạc Long Quân và Âu Cơ họ Lạc. Đố bạn kể tên những câu thơ câu nói trong dân gian nói về vua Hùng hoặc Dỗ Tổ Hùng Vương. Đâu là thành phố đảo đầu tiên ở Việt Nam? Phú Quốc. Món bún quậy có phải nguồn gốc từ Phú Quốc không? Không, bún quậy có nguồn gốc từ Bình Định, do ngư dân Bình Định biến tấu từ món bún tôm mang vào Phú Quốc. Phú Quốc nổi tiếng với sản phẩm nào? Nước mắm. Phú Quốc được coi là quê hương của nước mắm tốt nhất Việt Nam, hiện tại vẫn được sản xuất theo truyền thống ngâm ủ trong các thùng gỗ lớn. Hòn đảo này cũng được biết đến là nơi sản xuất ngọc trai nổi tiếng trên toàn thế giới, là nơi có lượng ngọc trai lớn nhất Việt Nam. Cho Phú Quốc từng được mệnh danh là gì? Tứ đại quốc khuyển hoặc tứ đại danh khuyển, cùng với chó Bắc Hà, chó Lai, chó Hơ Mông cọc đuôi. Có những phương tiện nào để đến Phú Quốc? Máy bay, tàu cao tốc, phà. Phú Quốc có thủy cung hoành tráng như thế nào? Thủy cung Hải Vương được biết đến là thủy cung lớn nhất Việt Nam, là thủy cung hình rùa lớn nhất thế giới và có bể chính thuộc top 5 bể thủy cung lớn nhất thế giới. Bãi nào ở Phú Quốc được mệnh danh là Maldives Việt Nam? Bãi Ông Lan, vẻ đẹp hoang sơ yên bình, những con sóng dịu nhẹ, bãi cát mịn màng cùng làn nước xanh biếc. Phú Quốc được chọn là hòn đảo gì? Hòn đảo có thiên nhiên hàng đầu thế giới. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có hòn đảo được World Travel Award, một Oscar ngành du lịch thế giới vinh danh tại Oman. Vào năm 2022 và 2023, Phú Quốc hai lần liên tiếp được vinh danh. Đố bạn, Phú Quốc thuộc tỉnh nào của Việt Nam? Tỉnh nào sở hữu hang động tự nhiên lớn nhất thế giới? Tỉnh Quảng Bình có hang Sơn Đòn nằm trong quần thể động Phong Nha - Kẻ Bàng. Hang rộng 91m, cao 244m, tương đương với một tòa nhà cao 40 tầng. Quảng Bình có đường Hồ Chí Minh đi qua dài nhất, đúng hay sai? Đúng, đường Hồ Chí Minh hay còn gọi là đường Trường Sơn đi qua đất Quảng Bình với chiều dài hơn 320km. Tỉnh có chiều ngang hẹp nhất Việt Nam là Quảng Bình phải không? Phải, Quảng Bình là tỉnh có bề ngang hẹp nhất theo hình chữ S, chỉ khoảng 40km. Suối nước khoáng nóng nhất Việt Nam nằm ở đâu? Suối khoáng Bang rộng 70 hecta ở Quảng Bình, có nhiệt độ lên tới 105 độ C. Quảng Bình có dịch vụ tắm bùn duy nhất Việt Nam tại hang nào? Hang Tối, nơi đây có dịch vụ tắm bùn thiên nhiên tại hang động, được ghi nhận là trải nghiệm duy nhất tại Việt Nam. Di sản văn hóa thế giới nào ở Quảng Bình được UNESCO công nhận? Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới năm 2003. Quảng Bình có đường biên giới với nước nào? Lào, với đường biên giới dài 201,87 km. Hang động khô nào ở Quảng Bình dài nhất châu Á? Hang động Thiên Đường với chiều dài lên tới 31,4 km, chiều cao từ 40 đến 100 m, chiều rộng từ 30 đến 150 m. Đố các bạn, Quảng Bình là hàng xóm của những tỉnh nào?
Simla từng chiến tranh với Việt Nam, vậy Sim là nước nào? Simla chính là tên gọi cũ của Thái Lan ngày nay. Vậy còn Mã Lai là tên gọi của nước nào? Mã Lai chính là tên gọi khác của Malaysia. Thế Miến Điện là tên của quốc gia nào? Miến Điện chính là tên của Myanmar. Lang Sang là nước nào? Lang Sang là nước Lào. Philippines có S hay là không? Sự thật, trước đây Philippines không có S. Nhưng sau này thực dân Mỹ gọi đây là quần đảo Philippines nên có S. Cao Miên là tên nước nào? Cao Miên là tên gọi khác của Campuchia. Việt Nam đã có bao nhiêu tên gọi từ xưa đến nay? Việt Nam từ xưa đến nay có rất nhiều tên, nhưng để gọi chính thức thì có khoảng 15 tên. Vậy tên đó là gì? Vân Lan, Âu Lạc, Lĩnh Nam, Vạn Xuân, Đại Cồ Việt, Đại Việt, Việt Nam, Đại Nam, v.v. Đố bạn, ai là người đã đặt tên nước ta là Việt Nam? Đâu là nước có mức độ tham nhũng cao nhất Đông Nam Á? Theo tổ chức Minh Bạch Quốc tế công bố bảng xếp hạng mức độ tham nhũng năm 2023 cho thấy ba quốc gia top Đông Nam Á là Myanmar, Lào, Campuchia. Vậy các nước Đông Nam Á nào có mức độ tham nhũng ít nhất? Nước có mức độ tham nhũng thấp nhất Đông Nam Á là Singapore. Nước này cũng xếp vị trí thứ 5 trên toàn thế giới. Còn Việt Nam xếp hạng bao nhiêu? Việt Nam đứng vị trí 83 trên tổng 180 quốc gia, đồng hạng với ba quốc gia khác gồm Nam Phi, Kosovo, Burkina Faso. So với năm 2022 thì Việt Nam như thế nào? So với năm 2022 thì Việt Nam đã giảm 1 điểm, từ 42 điểm xuống còn 41 điểm, nhưng vẫn trên rất nhiều nước và xếp hạng 4 Đông Nam Á sau Singapore, Malaysia và Đông Timor. Vậy Việt Nam xếp hạng trên những nước nào? Có thể kể đến như Thái Lan, Indo, Philippines, Brazil, Colombia, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine, Mexico, Argentina, Ấn Độ hay Iran. Đâu là những quốc gia có mức độ tham nhũng cao nhất thế giới? Xếp đầu tiên là Somalia, thứ hai là Syria, thứ ba là Nam Sudan, thứ tư là Venezuela, thứ năm là Yemen, thứ sáu Triều Tiên. Còn đâu là những quốc gia có mức độ tham nhũng ít nhất thế giới? Xếp đầu tiên là Đan Mạch, thứ hai là Phần Lan, thứ ba New Zealand, thứ tư Na Uy, thứ năm Singapore và đồng hạng thứ sáu là Thụy Điển và Thụy Sĩ. Thế các nước lớn như Mỹ, Trung, Nga, Ấn đâu là quốc gia có mức độ tham nhũng cao nhất? Nga chính là quốc gia có mức độ tham nhũng cao nhất trong bốn nước này, khi xếp hạng thứ 141 sau cả Ấn Độ và Trung Quốc theo tổ chức Minh Bạch Quốc tế. Vị trí của ba nước Mỹ, Trung, Ấn như thế nào? Lần lượt là Mỹ xếp hạng 24, Trung Quốc 76 và Ấn Độ xếp hạng 93. Theo bạn, tội tham nhũng thì nên xử phạt như thế nào? Gà Tây, hai châu lục khiến bạn nghĩ đến quốc gia nào? Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Kazakhstan đều là những quốc gia nằm ở cả hai châu lục. Nhưng nhắc đến gà Tây, người ta sẽ nhớ đến Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ là quê hương của loài hoa nào? Thổ Nhĩ Kỳ chính là nơi đưa hoa tulip đến với châu Âu. Thổ Nhĩ Kỳ có bao nhiêu đỉnh núi cao từ 3.000m? Có tới 130 đỉnh núi cao từ 3.000m. Thổ Nhĩ Kỳ là nơi có những ngọn núi ngoạn mục. Và vào mùa đông, bạn có thể khám phá hàng chục khu nghỉ mát ở trên đây. Môn thể thao quốc gia ở đất nước này là? Đấu vật dầu ô liu. Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những đất nước tiêu thụ nhiều nhất trà. Khoảng 95% dân số uống ít nhất một tách trà mỗi ngày. Ước tính mỗi người tiêu thụ khoảng 3kg trà mỗi năm. Vì vậy, nếu ghé thăm Thổ Nhĩ Kỳ, bạn không thể bỏ qua trải nghiệm trà truyền thống. Một trong những món ăn Thổ Nhĩ Kỳ nào chúng ta thấy nhiều ở Việt Nam? Doner kebab là món bánh mì dễ dàng gặp ở Việt Nam. Thực chất, món này có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng mà về Việt Nam, hương vị đã rất khác rồi. Món người Thổ Nhĩ Kỳ thường không ăn một mình. Món Asur gắn liền với huyền thoại nhà tiên tri Noah vượt đại hồng thủy. Asur là món pudding tượng trưng cho hành động lan tỏa, chia sẻ tình người. Đố bạn, Thổ Nhĩ Kỳ là hàng xóm của những quốc gia nào? Có phải mỗi nước chỉ có một thủ đô? Không đúng. Có nhiều quốc gia chọn nhiều hơn một thành phố để làm thủ đô vì nhiều lý do khác nhau. Bolivia có mấy thủ đô? Có hai thủ đô là Sucre và La Paz. Thủ đô Sucre là nơi đặt trụ sở pháp viện tối cao và thủ đô La Paz là nơi đặt trụ sở của chính phủ. Quốc gia duy nhất nào có ba thủ đô? Nam Phi có ba thủ đô, đó là sự sắp xếp độc đáo để chia rẽ quyền lực giữa ba khu vực: thủ đô lập pháp, thủ đô hành chính và thủ đô tư pháp. Quốc gia nào không có thủ đô chính thức? Nauru là một hòn đảo được bao quanh bởi rạn san hô, là một quốc gia không có thủ đô chính thức. Thủ đô nước nào được mệnh danh là thành phố của những vị vua? Thủ đô Lima của Peru. Thủ đô nào được gọi là kinh đô ánh sáng? Thủ đô Paris của Pháp. Biệt danh kinh đô ánh sáng được hiểu theo nghĩa bóng, nhưng thực chất nó cũng xuất phát từ nhu cầu ánh sáng của thành phố này. Thủ đô nào cao nhất thế giới? La Paz của Bolivia là nơi đặt trụ sở chính phủ, là thủ đô cao nhất thế giới, cao 3.640m so với mực nước biển. Thủ đô nào nằm ở biên giới ba quốc gia? Thủ đô Bratislava của Slovakia nằm ở phía tây nam quốc gia, bên hai bờ sông Danube, nằm giáp biên giới giữa hai nước Áo và Hungary. Thủ đô nào không có hệ thống đèn giao thông? Thimphu là thủ đô và là thành phố lớn nhất của Bhutan, một đất nước không có hệ thống đèn giao thông. Đối với các bạn, quốc gia nào có tên của thủ đô dài nhất thế giới?
đâu là một trong những loại tiền tệ kỳ lạ từng xuất hiện trên thế giới? Tiền gỗ. Nước nào từng phát hành tiền bằng gỗ? Đồng tiền này được phát hành tại nước Đức năm 1918. Tại sao quốc gia này phát hành tiền bằng gỗ? Do thất bại trong chiến tranh thế giới thứ nhất khiến kinh tế Đức rơi vào trạng thái kiệt quệ, lạm phát phi mã không thể kiểm soát. Do tình hình tài chính quá bất ổn nên nhiều khu vực trên đất nước này đã tự đặt ra đồng tiền riêng cho mình. Trong số những đồng tiền được phát hành có những đồng tiền làm bằng gỗ. Ngoài gỗ, Đức còn có loại tiền làm bằng nguyên liệu nào khác? Nhôm, giấy, lá bài, gỗ, vân vân, mục đích là giữ cho kinh tế đất nước không bị phá sản. Tiền gỗ tác động đến kinh tế Đức ra sao? Góp phần khôi phục kinh tế, đặc biệt là những đồng tiền làm từ gỗ, nhôm, giấy, lá bài đã mang lại hiệu quả tích cực cho nền kinh tế Đức và làm tròn sứ mệnh của nó. Đồng tiền phân biệt chủng tộc ở Đức trong giai đoạn 1933 đến 1945. Trong giai đoạn cầm quyền của mình, Hitler đã từng ban hành một loại tiền rất đặc biệt gọi là Holocaust. Đồng tiền này được hậu thế về sau gọi là đồng tiền diệt chủng hay là đồng tiền phân biệt chủng tộc. Loại tiền này chỉ dùng cho cộng đồng người nào ở Đức? Đồng tiền này chỉ dành cho người Do Thái ở Đức. Đồng tiền này được phát xít Đức cho ra đời nhằm sử dụng cho khu vực biệt lập của người Do Thái sống tại Đức, Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hà Lan nhằm tước đoạt quyền tự do giao thương của người Do Thái, mang ý nghĩa phân biệt chủng tộc nặng nề. Hiện nay Đức có tiền tệ riêng hay không? Hiện nay Đức không còn đồng tiền tệ riêng mà sử dụng đồng tiền chung của Liên minh châu Âu, Euro. Đối bạn, trong chiến tranh thế giới thứ hai, nước Đức thắng hay thua? Quốc gia có chỉ số IQ cao nhất thế giới. Theo thống kê của tổ chức Quizcom Phần Lan công bố mới nhất thì Nhật Bản chính là quốc gia có chỉ số IQ cao nhất là khoảng 112. Việt Nam có chỉ số IQ xếp hạng mấy? Cũng theo tổ chức Quizcom công bố thì chỉ số IQ của Việt Nam là 108, đứng top 10, cao hơn cả Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ. Người có chỉ số IQ cao nhất mọi thời đại? William James Sidis, một người gốc Do Thái, có chỉ số IQ là khoảng 250 cho đến 300. Người có chỉ số IQ cao nhất hiện tại? Anand Celeste Kalay, người Singapore, chỉ số IQ là 263. Người có IQ cao nhất Việt Nam? Tính tới thời điểm hiện tại, Hoàng Đình Tùng với chỉ số IQ 170 được xem là cao nhất Việt Nam. Chỉ số IQ có thể thay đổi không? Theo nhiều nghiên cứu thì IQ có thể thay đổi theo thời gian. Vậy nghèo có thể làm giảm IQ? Rất tiếc, câu trả lời là có. Một nghiên cứu năm 2013 tại Đại học Princeton, Mỹ đã cho thấy tình trạng nghèo túng có thể làm giảm khả năng nhận thức của não bộ. Chỉ số IQ có phải là tất cả? Theo giáo sư tâm lý tại Đại học Michigan, Mỹ thì chỉ số IQ không đánh giá được hết tính sáng tạo và tò mò của con người. Ngoài IQ thì còn EQ cũng là chỉ số rất quan trọng. IQ và EQ nào quan trọng hơn? Một nhà tâm lý học nổi tiếng đã cho rằng trong thực tế EQ quan trọng hơn IQ. Tuy nhiên, nhiều quan điểm thì cho rằng không thể đánh giá được chỉ số nào quan trọng hơn, mà là sự phù hợp và cân bằng trong từng tình huống và hoàn cảnh cụ thể. Đố các bạn, chỉ số EQ là gì? EQ là gì? Vị trạng nguyên nào nổi tiếng với bài toán cân voi của sứ thần Trung Quốc? Trạng Lương, Lương Thế Vinh. Trạng nguyên đầu tiên của nước ta là ai? Nguyễn Quang Quang là trạng nguyên đầu tiên của nước ta. Đây là khoa thi đầu tiên đặt danh hiệu là Tam Khôi. Trước đó thì có khoa thi đầu tiên được tổ chức vào thời Lý năm 1075, chưa đặt ra định chế Tam Khôi nên người đứng đầu kỳ thi là Lê Văn Thịnh chưa được gọi là trạng nguyên. Trạng nguyên cuối cùng của nước ta là? Trịnh Tuệ năm 1736 dưới thời vua Lê Ý Tông. Trạng nguyên nào lớn tuổi nhất? Nguyễn Xuân Chính đổ trạng nguyên lúc 50 tuổi dưới thời vua Lê Thần Tông, dân gian gọi là trạng cháy. Trạng nguyên nào nhỏ tuổi nhất? Nguyễn Hiền đổ trạng nguyên năm 13 tuổi. Trạng Trình là biệt danh của vị trạng nguyên nào? Nguyễn Bỉnh Khiêm đỗ trạng nguyên ngay lần đầu ứng thi dưới thời nhà Mạc, có danh hiệu là Trạng Trình. Trạng Ăn là biệt danh của vị trạng nguyên nào? Lê Nại nổi tiếng văn chương một thời và ông cũng ăn rất khỏe nên khi đỗ trạng nguyên, nhân gian gọi ông là Trạng Ăn. Nguyễn Nghiêu Tư được dân gian gọi là? Trạng Lợn. Nguyễn Nghiêu Tư có cha làm nghề thịt lợn, lại đẻ vào tháng 10, tháng lợn nên gọi là cậu lợn, lớn lên đổ trạng nguyên gọi là trạng lợn. Vì sao Lương Thế Vinh được gọi là trạng lường? Vì ông giỏi đo lường tính toán, ông cũng được xem là người chế ra bàn tính gãy đầu tiên cho người Việt. Đố bạn kể tên một vài điều bạn biết về Trạng Quỳnh. Người Việt Nam đứng nhất Đông Nam Á về? Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á về tỷ lệ người sử dụng xe máy năm 2023. Người Việt Nam sử dụng xe máy nhiều như thế nào? Cụ thể năm 2023 ở Việt Nam tỷ lệ sử dụng xe máy là 78,2%, thấp nhất là ở Singapore chỉ có 2,4%. Điều này có nghĩa là người Việt Nam sử dụng xe máy gấp 30 lần so với Singapore. Quân đội Việt Nam đứng thứ mấy Đông Nam Á? Thứ hai sau Indonesia. Việt Nam đứng thứ mấy Đông Nam Á về dân số? Thứ ba sau Philippines và Indo. Về diện tích, Việt Nam đứng thứ mấy Đông Nam Á? Về diện tích, Việt Nam đứng thứ tư sau Indo, Myanmar
Thái Lan. Việt Nam đứng thứ mấy Đông Nam Á về mức độ hạnh phúc? Việt Nam đứng thứ 4 sau Singapore, Thái Lan, Malaysia và đứng vị trí 65 trên thế giới. Điểm số hạnh phúc của Việt Nam là 5,8. Theo đó, chỉ số hạnh phúc của Việt Nam đã tăng 12 bậc từ năm 2022 ở vị trí 77 lên vị trí 65. Việt Nam giàu thứ mấy Đông Nam Á? Quy mô GDP của Việt Nam xếp thứ 5 Đông Nam Á. Người Việt Nam đứng thứ mấy Đông Nam Á về mức độ thông thạo tiếng Anh? Đứng thứ 4 sau Singapore, Philippines và Malaysia. Theo FIFA, bóng đá Việt Nam đứng thứ mấy Đông Nam Á? Xếp vị trí thứ nhất Đông Nam Á tính đến tháng 6 2023. Đố bạn, hiện tại bóng đá Việt Nam xếp vị trí thứ mấy Đông Nam Á? Loại trang phục nào là biểu tượng của người phụ nữ Kinh Bắc xưa? Với phụ nữ Kinh Bắc xưa thì áo tứ thân, nón quai thao hay đôi guốc mọc chính là món đồ không thể thiếu. Áo nào được xem là tiền thân của áo dài ngày nay? Áo ngũ thân, loại áo này được ghép bởi 5 vạt, 5 thân, gồm 2 thân trước, 2 thân sau đối nhau ở trước ngực và sau lưng. Thân thứ 5 ở phía trước nằm bên phải trong thân thứ nhất. Áo Nhật Bình xuất hiện thời nhà nào? Áo Nhật Bình xuất hiện từ thời nhà Nguyễn, là thường phục của Thái hậu, Hoàng hậu, công chúa và cũng là triều phục cao quý của phi tần, nữ quan trong các nghi lễ trang trọng. Vì sao gọi là áo Nhật Bình? Áo Nhật Bình sẽ cổ dạng đối khăm, cổ áo to bản dưới ức có vải buộc. Do khi mặc trên người, các hoa văn trước ngực tạo thành hình chữ nhật nên được gọi là áo Nhật Bình. Vị vua nào là người đầu tiên đặt ra quy định về áo Nhật Bình trong hoàng cung? Quy định về áo Nhật Bình xuất hiện năm 1807 dưới thời vua Gia Long. Với mỗi cấp bậc sẽ có những chi tiết khác nhau, do đó chỉ cần nhìn vào áo Nhật Bình có thể đoán được vai vế của người mặc. Quy định về màu áo Nhật Bình như thế nào? Nhật Bình của hoàng hậu dùng màu vàng chính sắc và màu cam, của công chúa dùng màu đỏ, cung tần tam giai dùng màu tím nhạt. Phụ kiện nào xuất hiện muộn nhất nhưng trở thành điểm đặc trưng của áo Nhật Bình? Khăn vành. Ngoài khăn vành thì người mặc còn có thêm một số phụ kiện như cúc áo bằng vàng, bằng ngọc hoặc trăm hoa, mũ cửu long kim ước. Đố bạn, trang phục truyền thống của người Việt Nam ngày nay là gì?